Chương 9 quản lý người dùng và nhóm để ngăn cản những cái truy cập trái phép vào file hoặc là tiến trình thì chúng ta cần có sử dụng người dùng và nhóm quy rõ ràng. Nếu chúng ta không quản lý tài khoản một cách tập trung, chúng ta yêu cầu một cái tài khoản người dùng hoặc là nhóm người dùng chỉ ở trên một hệ thống cụ thể, chúng ta phải tạo chúng ở trên một cái hot để không tài khoản tập trung một chỗ là hệ thống chung tài khoản hoặc là tại sẽ có hot rồi. 9.1 thì đầu tiên giới thiệu về quản lý người dùng và tài khoản. Ô treo à? Cái thằng hơi giờ. Đó. Người dùng là người tạo ra một file và sở hữu file đó. Và cái nhóm người dùng sở hữu file đó. Cái nhóm người thuộc loại và cái file này được gắn với khả năng đọc và ghi vào thực thi riêng cho người dùng nhóm những người khác ngoài cái nhóm đó. Cái người sở hữu file có thể thay đổi bởi người dùng root. Quyền truy cập vào một cái file có thể thay đổi kể cả bởi người dùng root và cái người sở hữu file đó. Người thông thường có thể thay đổi cái sở hữu nhóm của cái file mà họ sở hữu với cái nhóm mà họ là thành viên. Mỗi người dùng được liên kết nối với một cái số duy nhất gọi là user ID. Mỗi nhóm thì đi kèm với gọi với group ID. Và người dùng trong một nhóm chia sẻ chung cái quyền đọc ghi thực thi trên các file sở hữu bởi nhóm đấy. Và thế này, việc thiết lập những cái người dự trữ thì SS thì bảo lưu những người dùng và nhóm ID dưới 1.000 cho người dùng hệ thống và các nhóm hệ thống. Chúng ta phải tìm thấy các người dùng được lưu trữ được bảo hoặc nó mới giữ trong cái phần thiết lập gói setup. Chúng ta sẽ thiết lập nghệ tức là chúng ta gán một cái ID người dùng với người dùng mới từ trong một cái nhóm bắt đầu 5.000 và từ đó tất nhiên cái này thì chúng ta cần kệ xác đi khi nào cần nó tự tăng đâu còn tầm lặng thì chúng ta có thể thay đổi cái từ 5.000 dùng cái modify user ID min hoặc là gid min trong SSH index nào kết phát nhỉ. À, trời ơi, etc login thì ta get ta có gì đây get home này bác em một group này user add neighbor yes này đâu nhỉ grab grab chữ y UID đây thì max của nó max là 1.000 à min 1.000 max là 6 vạn như vậy còn GID GID thì min 1.000 max là 6 vạn. Tiếp theo chúng ta sẽ để thay đổi cái này là thay đổi đây. Tiếp theo nữa nếu mà để tìm được này cái thử đấy đơn giản theo gì kệ để 1.000 được rồi. Chú ý là không bao giờ được đẩy cái người dùng cái ID dự trữ của tầm hơn 1.000 thông qua việc thay đổi seed UID vì khả năng nó sẽ bị vướng những hệ thống mà có hạn trên 1.000 có thằng seed này seed của mình đừng có để mắc vào người nguyên này rồi.